Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc đời giọng ca tình ơi, ngày ra đi vẫn chưa gặp được con ruột. Khán giả yêu nhạc những năm 2000 hẳn sẽ nhớ đến cái tên Việt Quang. Anh nổi tiếng với những ca khúc đình đám một thời như Tình ơi, Cà phê buồn, Vẫn yêu dại khờ. Là người tài hoa nhưng bạc mệnh, Việt Quang ra đi mãi mãi vì bệnh phổi vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Giọng ca Tình ơi ra đi ở tuổi 44. Khi sinh thời, Việt Quang từng thi đỗ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh đã rẽ hướng sang âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công. Nam ca sĩ là thần tượng một thời của nhiều bạn trẻ. Việt Quang nổi tiếng cùng thời với Mỹ Tâm, Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng, ngoại hình lãng tử hợp thời cộng với giọng hát hay giúp nam ca sĩ chinh phục trái tim khán giả. Tên tuổi của anh phất lên như diều gặp gió, đã sâu khắp nơi và nổi tiếng trên các sân khấu âm nhạc. Tài năng được trọng dụng giúp Việt Quang thu về số tiền khổng lồ sau các buổi biểu diễn. Nam ca sĩ sắm nhà sang, xế hộp và tiêu pha vào các thú vui. Cách đây hơn 10 năm, một đêm tôi có thể đốt hơn 50 triệu đồng vào các cuộc chơi, anh chia sẻ. Việt Quang sở hữu ngoại hình như tài tử điện ảnh. Ở thời đỉnh cao, nam ca sĩ biểu diễn tới 6 đến 7 tụ điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày. Các ca khúc anh thể hiện rất được khán giả yêu thích. Sự nghiệp thăng hoa thì Việt Quang lại gặp biến cố mất đi giọng hát. Anh đã quyết định từ bỏ hào quang sân khấu và chuyển qua kinh doanh bất động sản. Thế nhưng điều không may tiếp tục xảy đến khiến nam ca sĩ thua lỗ trầm trọng, chịu cảnh trắng tay. Việt Quang sau đó đã ra nước ngoài sống kín tiếng một thời gian. Việt Quang từ bỏ hào quang sân khấu vì mất giọng. Công việc làm ăn của anh cũng không thuận buồm xuôi gió. Trở lại Việt Nam, Việt Quang đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Chinh phục thần tượng và tham dự một số game show. Giọng hát của anh cũng đã hồi phục và tiếp tục chinh phục khán giả. Tiếc rằng căn bệnh quái ác đã cướp đi nam ca sĩ tài năng mãi mãi. Nam ca sĩ hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi về nước. Việt Quang đấu tranh lạc quan với bệnh tật những ngày cuối đời. Tang lễ của anh được tổ chức giản dị vì tình hình dịch bệnh. Trong một buổi chia sẻ với Vietnamnet vào năm 2018, Việt Quang từng tâm sự mình có một người con chung với bạn gái. Sau khi chia tay, đến nay anh vẫn chưa thể gặp lại hai người. Việt Quang chưa thể gặp lại con ruột. Chúng tôi từng có con nhưng sau này cô ấy dẫn con sang Nhật. Năm đó xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ở Nhật mà thành phố Kyoto, nơi cô ấy ở, chịu thiệt hại trực tiếp. Tôi lo lắm, cố liên lạc đủ mọi cách nhưng không được. Không biết cô ấy có bị gì không. Nếu mẹ con cô ấy vẫn còn sống, chắc đứa bé lên 8 tuổi. Tôi không muốn nhắc lại vì vẫn luôn cố quên chuyện này đi. Anh bộc bạch. Đây có lẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời anh. Việt Quang ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người ở lại. Mặc dù anh không còn, nhưng những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà vẫn luôn được trân trọng, tôn vinh. Cùng cập nhật những thông tin hot nhất, hấp dẫn nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.